Dạ đi các cô chú ơi, dám lên đây. Đâu mất mất tiêu đó vậy. Mình đi vệ sinh rồi ngay. Anh Tý ơi. Anh đủ chưa? Anh còn hai người đi vệ sinh. Cho lên đợi anh xíu đi. Mày khách em muốn ngồi trước kìa. Em đi với anh được không? Em mấy khách? Bốn khách à? Bốn khách vậy? Anh em đi tới đây. Ok, không, không, tới giờ đi rồi lại thì ông này quá dễ hơn. Ừ, tệ chiến đò rồi ha. Ngồi chán rồi chú ấy. Tệ chiến đò rồi. Đi chán kìa. Ủa, mẹ mà nãy thấy đi cái bên rồi đâu rồi ta? Lạc mất rồi, đâu có biết được. Cái gì? Kìa mẹ em đứng vậy. Đó. Trời ơi mẹ qua đây mẹ. Qua đây mẹ, qua đây kiếm nãy giờ muốn chết kiếm mẹ nè. Đứng đâu có thấy đâu, mẹ đứng một bên chứ. Còn hai cô nữa kia nữa đi chưa lại hả? Đây là chàng thuyền đang đi ra ngoài sông lớn, đang đi trên tàu. Lỡ chuyến rồi, lỡ chuyến đò rồi. Trễ. Mình đi chung với họ luôn phải không? À mình đi cái tàu. Lỡ chuyến rồi, lỡ chuyến đò của mình rồi. Lộc. Khổ quá phải đứng kê bờ một chiều. Không cần đâu có giờ cao cuối nữa. Giận này. Lỡ chuyến đò rồi. Lỡ chuyến đò Tân Châu. Đâu đi theo anh đi. Đi. Em lo đây. Để họ đi nha, để họ lên hết. Cô lên sau cùng đi cô ơi. Mà các vị bình thường lên trước cho em gái vô luôn. Các vị bình thường. Rồi. Rồi cho khách vô. Mình lên thuyền giùm đi. Dạ. Rồi. Cho khách vô bạn. Bây giờ bà đi được chưa? Lên xuống đi, Rồi. Hàn Quốc.
nhìn anh giống Hàn Quốc á. Anh là nhìn giờ người giống Hàn Quốc, hồi nãy mới lên tưởng là người Hàn Quốc á. À thế à? Dạ. Anh chỉ cảm ơn Hàn Quốc mỗi cái sơ thiên sâm. Thiên sâm thật. Thiên sâm thật. Nhưng mà cũng vừa vẫn đắt mà. Dạ. Anh hợp rồi. Yeah.